cuối cùng ở Đan Mạch, mới luộc xong cái nồi trứng mà không có bàn ủi, để lấy cái nồi này ủi quần luôn. Đó. Like this. Ngon. Dân kỹ thuật đi chơi vậy thôi, đỡ hơn là không có đồ để ủi. Đó. Ui, ui, ui. Shit. Một tay cầm điện thoại, một tay quay phim nên không có cơ động được. Đúng ra phải một tay giữ cái quần, rồi một tay mình ủi những cái đường phẳng lì này. Đó. Đi mấy đường cho nó đỡ nhăn thôi, chứ còn sao mà bằng bằng của xịn được. Nó bớt nóng rồi, hồi nãy ủi ngon hơn. Đổ mấy chai nữa, đổ nợ luôn. Nó. Đó, mình chạy cho nó phẳng phẳng xíu. Xong rồi mình bỏ bàn ủi lên. Sáng sớm coi trứng lòng đào ha, mỗi người một cái trứng lòng đào chấm muối ăn. Phẳng quần áo đi cho nó phẳng phiu chút, nhìn cho nó đỡ giống ăn mày. Ok, một ống mình chuyển một cái ống tiếp theo. Đó. Để lên để cho nó phẳng xíu. Bớt nóng rồi, nóng nóng xíu nữa ngon. Cuộc sống của dân kỹ thuật thiệt là vất vả, bạn thấy không? Không có bàn ủi mà ủi đồ nữa. Phải chơi như vậy nè. Xong rồi mình chở mặt bên kia. Dính chút xíu không nó rớt. Còn cái áo nữa mà không biết nên ủi không mà. Chắc phải luộc thêm nồi nước nữa quá. Lộn, đun thêm nồi nước để ủi áo quá. Các bạn đừng ở nhà, đừng có đun bếp củi đi ủi đồ nha. Không quá đẹp cái quần đâu. Nó vậy cũng không ổn rồi đó. Đỡ nhăn hơn xíu à. Phẳng thì không nó phẳng nhưng mà đỡ nhăn rồi. Xong rồi mình quất ba cái trứng luộc luôn.